Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVBAnywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhắc để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoán đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVBAnywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Sinh ra thiên đi, một miêu phong quạt hỉ, sơn gian hoa biến đi, mong sống ghi say, ngã xuống sinh mệnh bao hoài này, nhìn xưa chuyện. Thành truyền hào trong vui vẻ. Trước khi bước vào cuộc họp, tôi thay mặt chính phủ cảm ơn họ Trúc và họ La. Từ trước tới giờ các vị luôn ủng hộ chính phủ. Có tiền thuê ổn định của hai đại gia tộc đây giúp cho thành phố này càng ổn định và phát triển. Tôi thay mặt chính phủ một lần nữa cảm ơn mọi người. Cuộc thi quyết đấu truyền thống của họ Trúc và họ La 5 năm một lần. Năm nay là kỳ thứ 20. Cuộc thi năm nay quy định tổ chức vào ngày 1 tháng sau. Chính phủ sẽ giống như mọi kỳ ra sức ủng hộ tập tục truyền thống này, và cũng hy vọng người dân hai bên có thể hết lòng thưởng thức cuộc thi thế kỷ này. Dựa theo thông lệ, trước tiên đôi bên sẽ hiến một khu đất ra làm đặt cược. Tôi tin chắc ông chủ Trúc và ông chủ La có lẽ đã chuẩn bị xong rồi. Kỳ này họ La chúng tôi hiến khu đất là ngôi vị giác. Họ Trúc chúng tôi là Chu gia khẩu. Không biết đôi bên có ý kiến gì về phần cược của nhau không? Cháu trai, Chu gia khẩu của mọi người diện tích nhỏ hơn Ngưu Dĩ Giác chúng tôi cả cây số. Làm như vậy có phải nhỏ mọn quá không? Không biết ông chủ La có đề nghị gì không? Tôi muốn thôn Nguyệt Thăng của mọi người diện tích đều như nhau, như vậy mới công bằng. Không thành vấn đề. Thôn Nguyệt Thăng thì thôn Nguyệt Thăng. Họ La của ông có bản lĩnh chiến thắng cuộc thi thì cứ lấy đi. Ông chủ Trúc đúng lòng chủ Trúc, mau lẹ. Tốt, nếu đôi bên đã mau chóng đạt được thỏa thuận vậy thì tốt lắm. Vẫn là câu đó, hữu nghị trên hết, thì đâu đứng sau. Tôi tin chắc người dân toàn thành phố đều trông chờ vào cuộc thi thế kỷ này. Họp xong rồi phải không? Đi trước. Khoan đã. Nếu như ông chủ Trúc mau lẹ như vậy, lá tố này tặng đại lễ cho cậu. Thuốc quá hạn của họ Trúc các người dạo này buôn bán rầm rộ Hải Bắc chúng tôi. Tôi điều ra được là người của cậu thông đồng với người của bên tôi buôn lậu kiếm tiền. Có phải ông chủ Trúc nên có sự trình bày với tôi không? Ông chủ Trúc, viên đạn xuyên qua chính giữa xương sườn thứ 8 và thứ 9, không bắn trúng nội tạng. Yên tâm, ông ta không chết. Bây giờ ông hài lòng chưa? Vậy mà gọi là trình bày sao? Đây mới là trình bày đó. Ông công khai với người trước mặt của tôi. Có phải ông coi tôi như người vô hình không? Cục trưởng Nghiêm, tôi biết bấy lâu ông nghi ngờ Sử Cát đâm thầm hối lộ quan chức chính phủ, có những cấu kết phi pháp. Nhưng mà ông không có chứng cứ. Ông có biết không, nội gián mà ông phái đi tiếp cận hắn đã bị hắn giết rồi. Bây giờ tôi làm vậy là trừ hại cho dân, tiết kiệm rất nhiều nhân lực vật lực cho cục trưởng Nghiêm. Tôi một lòng làm việc cho chính phủ. Có phải ông nên cảm ơn tôi không? Là tổ trưởng đầu cả gan giết người ở trước mặt cục trưởng Nghiêm, có thể hù dọa họ chút chúng ta. Đúng là trẻ con. Nhưng lần này cậu Thành gây chuyện như vậy, chắc chắn anh Kiều giận lắm. Chú Kiều chú cũng vậy, cậu ta theo chú bấy lâu, chú không phát hiện được chút nào sao? Hey, tôi nhất thời sơ suất thôi. Lát nữa tôi tới bệnh viện hỏi cho rõ tại sao cậu ta lại làm vậy. Đừng, tạm thời chú đừng xen vào chuyện này, giao cho anh Kiều xử lý đi. Không ngờ Sự Cá muốn câu kết với người của họ Trúc làm phản. Biết rõ bà căm ghét họ Trúc nhất, qua mặt bà lén lút kinh doanh với họ. Không giết chết nó, La Tố này làm sao phục chúng? Ba, có một chuyện con không hiểu cho lắm. Tại sao ba muốn lấy thôn Nguyệt Thăng của họ Trúc như vậy? Ba âm thầm sai người qua bên họ Trúc điều tra. Lòng đất gần thôn Nguyệt Thăng có nguồn tài nguyên mỏ sắt phong phú. Chúng ta kinh doanh vũ khí, mỏ sắt là quan trọng nhất. Cho nên khu đất đó ba nhất định phải lấy. Tại sao lại dễ dàng dùng thôn Nguyệt Thăng để đặt cược vậy? Luôn các anh cũng hỏi tôi như vậy. Coi bộ IQ của anh cũng không thua gì La Tố. Cậu đã tung tin ra ngoài để La Tố tưởng đâu bản thân đã kiếm trác được sao? Vậy bước tiếp theo quan trọng nhất là tìm một tay súng giỏi thay mặt họ La chúng ta thi đấu. Bà có ứng viên thích hợp rồi. Nè Mật Lâm, sắp tới ba và má nhỏ của con sẽ đi xa 2 ngày. Đúng lúc Romeo tốt nghiệp về nước. Ba anh em tụi con phải thay ba cố gắng tẩy trần cho em nó, có biết không? Con người khi già đi, rất thích tham những lợi lộc nhỏ. Thôn Nguyệt Thăng, đừng nói là mỏ sắt, nước cũng không có một giọt. Ông thích thì cứ việc lấy đi. Chuyện gì cũng bị cậu tính hết. Đúng là làm không lại cậu. Một là trúng, hai là không trúng. Để coi anh may mắn hay tôi may mắn. Cô may mắn như vậy, không lẽ không đặt cô sao? May mắn mà. Xin lỗi nha, viên đạn này để lại cho cô. Anh giỏi lắm, tôi chịu thua. Trời ơi, sao chưa gì chịu thua nổi, sao kỳ vậy? Chưa gì chịu thua nổi. Sao chưa gì chịu thua nổi? Được đâu. Chơi gian lận, người nào người nấy đều quắn gà, lú lẫn không có ai bằng. Ông nói cái gì? Thực tế khẩu súng không có chứa đạn đâu. Lấy súng ra đi. Con khốn này, thông đồng lừa tiền của chúng ta hả? Nếu còn động đậy, cái bị bắn không phải là nón, là đầu của các ngươi. Chạy đi máu. Yeah. Tiểu thư, anh bạn, anh cũng nhiều chuyện lắm. Yes. Tạm biệt. Rồi, dọn dẹp quá sạch sẽ đi. Mọi người coi như không có gì xảy ra. Không có gì, mọi người tiếp tục uống rượu. Dòng này tôi mời. Cướp bi. Đuổi theo. Nè, cướp bi. Đứng lại chú. Đứng yên đó. Nè, đứng lại. Nè. Chạy đi, coi anh có nhanh hơn viên đạn này không. Lại là cô nữa. Anh có bi, anh về rồi sao? Ai đó? Nè, đừng có làm tổn thương Hana bi của tôi. Biến thái? Biến thái cái gì chứ? Cô nữ cả năm cha cậu biến thái, loại gì chúng tôi gọi là chân tình đó. Thực tế cô không hiểu. Hana bi đã cùng tôi trải qua bao nhiêu đêm cô đơn và buồn tẻ rồi đó. Ai? Sao nói làm giấy thông hành cho tôi? Làm mấy lần cũng không có tin tức. Cô còn mặt mũi nào nói ra chứ? Lần trước cô cầm cái khẩu súng chĩa vào đỉnh đầu của tôi, lúc đó tôi từ chối. Chứ bây giờ tôi xếp hàng đợi lấy số đợi luân hồi rồi. Bây giờ anh muốn chối chứ gì? Nè, cô đừng có suốt ngày nói chưa đề bà cậu để cầm khẩu súng chĩa vào đầu của tôi nữa chứ. Coi như tôi năn nỉ cô đi. Cô cũng biết tên tuổi của họ chú cô hung dữ cỡ nào mà. Nếu họ biết tôi làm giấy thông hành giả cho cô qua Bắc Hải Thị hả? Tôi có 10 mạng, cô không có đủ chết đâu. Được, vậy tôi giết chết anh trước, tiếp theo thì giết chết Hana của anh. Nè, đừng mà. Cô giết tôi, cô không có sao hết đó. Cô đừng giết Hanabi của tôi. Chuyện gì vậy hả Ní? Trời ơi, đừng mà. Được rồi, tôi làm cho cô. Nè, lời khuyên chân thành đó. Người của Thiên Nam Thị chúng ta lén lút qua Hải Bắc Thị thật sự là nguy hiểm lắm. Nếu không có gì, hay là cô đừng có qua bển. Nhiều chuyện, tóm lại không thiếu một xu nào cho anh. Trời ơi, làm em giật mình à. Chị đi đâu vậy? Sao mà lâu vậy hả? Chị đi tìm copy, vô nhà mới nói. Anh nè, khoan đã, bên đó chính là cửa chính, chúng ta đi cửa sau đi. Lỡ bị anh họ của chị nhìn thấy chị mặc như vậy thì chết chắc. Thôi được. Chú ăn đẹp thiệt nha. Biết nhìn lắm. Đừng nói trong chủ chút biết đó. Ê, nè, khoan đã. Chuyện gì nữa? Nhìn kỹ xem có ai không. Không sao. Nè, về phòng thay đồ đi, nhanh lên. Sợ quá đi. Bây giờ mình đã trở về nhà không trầy không xước, ma không hay quỷ không biết thôi. Ý, bộ đồ này quay lắm đó. Mua ở đâu vậy hả? Ông chủ chú. Anh Kiều, cho em một phút để giải thích. Đột nhiên em nhớ ra là có việc phải làm. Không phiền hai người nói chuyện. Còn 50 giây. Em mới đi tham gia vũ hội hóa trang. Bộ vũ hội hóa trang sử dụng luôn cả súng hay sao? Nè, có hình có sự thật. Lần trước em đã hứa gì với anh? Em nói từ nay không động vào súng nữa mà. Không liên quan đến em. Em chỉ bị ép thôi. Không cần giải thích nữa. Uống rượu với anh. Hả? Lại uống? Nói, đã bị ép thế nào? Chuyện là vậy. Em ham vui nên cùng Lệ Qua đi chơi roulette kiểu Nga. Ai ngờ ba gã đàn ông đó nhất định nói Lệ Qua đã gạt họ. Em cũng vì cứu Lệ Qua nên mới buộc phải ra tay thôi. Ồ, em đã vì cứu Lệ Qua? Dạ phải. Lý do này 3 tháng trước em mới sử dụng. Chứ gì đã quên rồi hả? Anh không thấy thôi. Gã nham nhở đó như hùm như hổ phóng tới Chu Lệ Qua. Nhìn thấy đã nóng lắm rồi. Em giận quá nên đã cầm súng bắn nát quán bạc của hắn. Cái này gọi là khơi mào sinh sự. Ồ, chị muốn trừng trị hắn thôi. Dạ phải. Nè, em xin thề, em không tùy tiện nổ súng nữa. Câu nói này 3 tháng trước em đã nói rồi. Chứ gì đã quên rồi sao? Kiều, tại anh không biết gã đó lái xe quá đáng cỡ nào. đụng người ta còn muốn bỏ trốn. Bản thân em cũng không muốn nổ súng, nhưng loại người này cần phải cho một bài học. Anh nghĩ có đúng không? Em biết, lỗi cũng tại em. Cùng lắm em hứa với anh, từ nay em không nổ súng nữa, được không? 3 tháng lại 3 tháng. Em nghĩ 3 tháng sau anh có nghe lại câu nói tương tự không? Tóm lại em xin thề. Được rồi, không cần thề nữa. Còn nữa mà. Hết rồi. Còn một khẩu trưởng tâm đôi. Để một khẩu tự vệ cũng được mà. Em không gây rối thì đâu cần tự vệ. Em đã trưởng thành rồi. Nếu tốt số thì đã có chồng luôn rồi. Mừng là Dave yêu em như vậy, thương em như vậy. Bao nhiêu người muốn cũng không được. Từ nay không được ham chơi nữa. Dạ biết. Vậy thì ngoan rồi. Đừng gây rối nữa đó. Chị quay lại rồi sao? Thì xin lỗi. Sao hả? Tịch thu hết rồi sao? Phải. Vậy càng tốt. Những chuyện súng ống này nguy hiểm quá. Từ nay mình chơi trò khác đi. Vậy em nói đi. Còn cái gì chơi vui hơn súng? Cũng may chỉ còn 2 khẩu ở chỗ của em. Lát nữa em nhớ lấy qua cho chị. Dứt khoát chị mang theo qua Hải Bắc Thị. Hả? Không phải chứ. Lại nữa sao? Đương nhiên rồi. Thông hành cũng lấy luôn rồi. Không lấy nào không đi. Có phần em rồi đó. Đừng giành phần em. Nè. Anh Tăng Vĩnh Niên, anh có đồng ý cưới cô Mạc Thiếu Hà làm vợ? Từ nay cho dù thuận lợi, khó khăn, giàu sang nghèo hèn, mạnh khỏe, bệnh tật, anh cũng một lòng một dạ yêu thương vợ tới răng long đầu bạc không? Tôi đồng ý. Cô Mạc Thiếu Hà, cô có đồng ý lấy anh Tăng Vĩnh Niên? Từ nay cho dù thuận lợi, khó khăn, giàu sang nghèo hèn, mạnh khỏe, bệnh tật, cô cũng một lòng một dạ yêu thương chồng, không chút ruồng bỏ không? Tôi đồng ý. Rất là tốt. Cô dâu chú rể có thể chính thức trao nhẫn cho nhau và tiến hành nút lưỡi hôn nhau. Xin chúc mừng. Cảm ơn nha. Chúc mừng anh. Xin lỗi nha, tôi còn việc tiếp theo phải tranh thủ đi. Đây là tiền thù lao hôm nay của anh. Ồ. Chà, cảm ơn nhiều nha. Anh Marston, anh đúng là chuyên nghiệp lắm. Hôm nay cảm ơn anh nhiều. Thật ra ngoài việc tôi là người chứng hôn có bằng cấp ra, tôi còn có rất nhiều chuyên môn với các loại hình khác nhau nữa. Đây là danh thiếp của tôi. Có gì cần thì cứ việc gọi tôi. Bye bye. Bye bye. Tư vấn ly hôn chuyên nghiệp. Ồ. Ông chủ Trần, đã làm xong hết rồi. Xe của tôi không có gì chứ? Không có gì, tôi đã kiểm tra ở gara rồi, không có vấn đề. Ông cứ việc yên tâm lái đi. Nè, của anh đó. Cảm ơn ông. Có chuyện gì cứ việc tìm tôi. Tôi tên là Dạng Sự Thông. Xin lỗi, tôi lấy đồ cái đã. Sao lâu vậy? Người ta đợi anh lâu lắm rồi. Nhanh lên đi. Nhanh lên. Lúc nào cô cũng hối hả như vậy. Từ từ cũng không được sao? Trời ơi, người ta gấp thiệt chứ bộ. Đừng nói nhiều nữa. Nè, mau làm việc đi. Được. Nhưng cô cũng phải cho tôi chút thời gian chuẩn bị chứ. Phải á. Thiệt gấp quá đi. xong rồi, chuẩn bị xong rồi. Trời ơi, súng của anh sao lớn quá vậy? Chứ gì nữa. Xong rồi. Lợi hại lắm. Dạng sự thông, đúng là thông rồi. Chứ gì nữa. Dạng sự thông mà. Tức là dạng sự cũng sẽ thông. Chuyện gì đấy? Chết rồi, chết rồi. DC và Đỗ Quyên bị người ta đánh. Hả? Đứa nào vui vẻ xong không trả tiền. Chính là gã nham nhở đó đánh tôi bị như vậy. Chính là hắn đó. Dạng sự thông, lên đi. Dạng sự thông này ghét nhất là đánh phụ nữ. Một lát nữa nếu như lấy được tiền rồi á, nhớ theo lệ cũng phải trích hoa hồng đó nha. Trời ơi, đúng rồi. Là hai người chứ gì. Vui vẻ xong không trả tiền, còn ra tay đánh người hèn hạ vậy sao? Sao hả? Muốn ra quay giùm hai con gà đó sao? Mày là ai? Tôi tên là Marston, dạng sự thông. Chuyện gì cũng được, chuyện gì cũng biết. Ở đây là danh thiếp của tôi, có việc gì cứ việc tìm tôi nha. Mặc kệ mày là thông gì, nhấn nút biến đi. Nè hay gì đại ca, vậy tức là không chịu trả tiền. Có phải bị điếc không? Kêu mày xéo đi. Bình tĩnh lại, có chuyện gì có thể từ từ nói. Nè, bạo lực không thể giải quyết được vấn đề đâu. Hay là đem cái khẩu súng trước đi ha. Nói nhiều như vậy, có phải mày không muốn sống nữa không? Đó thấy chưa, đã nói bạo lực không thể giải quyết được vấn đề rồi. Sao hả, có cần phải cấp cứu giùm anh không? Nè, trả tiền mau, trả tiền không được đi. Nè, trả tiền mau, nhanh lên. Anh má, anh đúng là giỏi lắm, cũng may có anh thôi. Phải đó, cảm ơn. Thật ra thì tóm lại sao cũng được. Tóm lại là đáng thương lắm. Chỉ có một cái hả? Cho em nữa. Wow, thiệt tình có đủ sinh lực cũng chịu không nổi các cô. Ông chú Trúc, lát nữa chúng ta mới quay lại. Vào đi. Anh Kiều. Anh Kiều. Chú Ba, chú Kiên, ngồi đi. À phải anh Kiều, con không có gì chứ? Mục tiêu của sát thủ không phải là con. Hắn chỉ muốn diệt khẩu chú Thành. Quan ức nhất là bác sĩ, y tá và hai vệ sĩ. Thật ra là người nào lòng thẳng tay giết chết nhiều người vậy chứ. Phải đó, con có manh mối gì không? Đúng là có người sợ chú Thành khai mọi chuyện. Cảnh sát đã bắt tay điều tra rồi, chúng ta không nên xen vào. Bên đó có hộp xì gà do ba để lại. Hai người hút thử, nếu thấy thích thì lấy cả hộp đi. Chà, đúng là đầm lắm đó. Hết chỗ chê. Thật ra giết người cần gì rầm rộ vậy chứ. Nếu là con, chắc chắn sẽ tẩm siêu nua vào xì gà, rít một hơi, chết cũng không biết tại sao. Dứt khoát sạch sẽ, lại không giết lầm dân thường, đỡ tốn nhiều công sức. Hai người nghĩ có đúng không? Anh Kiều, con nói vậy tức là sao? Con chỉ luôn miệng nói vậy thôi, cần gì phản ứng dữ dội vậy chứ. Không lẽ con nghĩ chú và cậu Thành cấu kết với nhau sao? Con không có nghĩ như vậy. Không lẽ chưa biết chuyện của chú Thành? Nếu phải nói con biết đi, để con báo cảnh sát. Chú đã nói rất rõ, tuy cậu Thành là thuộc cấp của chú, dù công hay tư, chưa bao giờ chú bao che cậu ta. Nếu con không tin, lập tức kêu người đi điều tra chú. Chú không thẹn với lương tâm trời đất, không thẹn với lòng. Nếu xì gà này có độc thiệt hả, hút vào sẽ bị mắc nghẹn đó. Đây nè, chú Kiên. Trừng tuổi này rồi vẫn đóng lại như vậy, lãng phí điếu xì gà. À phải anh Kiều, tuy là chú Kiên hơi cứng đầu, nhưng chú nghĩ ông không dám làm những chuyện có lỗi với công ty đâu. Cho nên chuyện này con cần điều tra rõ ràng, không nên đổ quan cho người tốt. Con định thử ổng thôi, ai ngờ ổng không thích đùa như vậy. Chú ba, có cơ hội chú năn nỉ ổng giùm con. Chú biết rồi. Cậu nghi ngờ cái chết của chú Thành có liên quan tới chú Kiên à? Có phải là anh ít khi động não không? Với mối quan hệ của hai người đó, tôi không nghi ngờ họ thì nghi ngờ ai? Cũng khó nói lắm. Sinh thời chú Thành quen thân với rất nhiều người ở trong công ty. Có thể là chú Kiên, có thể là Hugo, có thể là chú ba, thậm chí có thể là tôi luôn. Con người anh thiệt tình đến thiệt mạng luôn. Nếu anh gian xảo thì hay quá, ít ra cũng có người phụ tôi nghĩ những chiêu gian xảo, khỏi bắt tôi suốt ngày đơn đã độc đấu cực khổ như vậy. Bây giờ cô đang khen tôi hay đang trách tôi vậy? Những chuyện này anh tự mình lãnh ngộ đi, nếu không đầu rất dễ bị xé. Bên phía cảnh sát tiến triển thế nào rồi? Tạm thời chưa có tin tức, nhưng mà tìm được cái này trên người chú Thành. Lonely Together. Quán bar này á, nằm ở đường quán bar bên Hải Bắc Thị. Còn người tên Marston này có thể biết chuyện gì đó. Chuyện này dính líu tới Hải Bắc Thị, khi cảnh sát điều tra chắc chắn có nhiều kiêng dè. Văn Tài à, chẳng phải anh quen thân với phó cục trưởng sao? Có thể nhờ ông giúp đỡ không? Nếu có tin tức gì á, mau chóng báo cho tôi biết nha. Yên tâm, giao cho tôi. Cảm ơn nhiều, lần sau tôi mời uống rượu. Bye bye. Trời, lâu rồi không tới đây đó. Còn nhớ lần trước bố anh em chúng ta cùng đi chơi là khi nào không? 2 năm trước, là lúc em tốt nghiệp trung học. Còn nói nữa, Mật Âu ra nước ngoài học y, luôn cả nghi hẻm không chịu về. Mật Phong còn tệ hơn, suốt ngày chui rút trong nhà kêu mãi em không chịu ra. Em không có uống rượu là sợ ồn, ở nhà đọc sách còn hay hơn. Shakespeare từng nói, người từ bỏ thời gian cũng sẽ từ bỏ họ. Anh Tư chỉ muốn dùng thời gian làm những chuyện có ý nghĩa với bản thân thôi. Hả? Mới lấy cứ gọi điện thoại suốt, chúng ta cũng nghe điện thoại thật sao? Cứ mặc kệ, mau đeo mặt nạ đi, tối nay mặc tiêu chuẩn đó. Thiệt tình, hèn chi 20 mấy tuổi vẫn còn độc thân. Mau đi, ra khiêu vũ. Nè, lâu rồi không gặp Mật Âu, nói chuyện trước đi. Cũng được. Ủa chuyện đó, em cũng có nhiều chuyện muốn nói với Mật Âu nữa. Mọi người không chơi nhạc quá lâu rồi. Muốn chơi sao? Đợi gì nữa, tâm động chỉ bằng hành động đi. Anh Tư, sợ sao? Đi thôi. Văn Tài. Nói gì hả? Khuya rồi sao chưa ngủ vậy? Dì kêu người làm nấu trà hạnh nhưng con ăn một chén mới về đi. Dạ thôi, sáng mai con còn phải tới công ty nữa. Vậy tự nhiên con đi trước đây. Anh Kiều à, con cũng qua đây ăn một chén đi. Ăn chè chỉ là cái cớ thôi. Có phải có chuyện muốn nói với con không? Chú Kiên mới gọi điện cho má. Ông muốn nói xấu con hay là chọc gậy con đi? Dù sao chú Kiên cũng là bậc tiền bối. Lúc ba con còn sống, ổng làm rất được việc. Con tùy tiện động vào ổng sẽ bị người ta đàm tiếu. Chuyện công ty trước giờ đều do con toàn quyền quản lý. Má rảnh rỗi thì đi mua sắm, đi ăn chè, đi đánh mặt trượt đi. Chuyện của con không cần bận tâm đâu. Má không phải bận tâm, má chỉ muốn nhắc nhở con, chuyện gì cũng lấy đại cuộc làm trọng, có thể tha thứ thì tha thứ. Được rồi, đừng có nói dai như Văn Tài nữa. Được rồi. Là dịp đâu? Là đi chơi với Lệ Qua hả? Hai đứa nó leo núi xong về nhà mệt đến chết lên chết xuống, vừa ăn cơm xong thì vô phòng ngủ rồi. Sao với Thiên Nam Thị đúng là một trời một vực đó. Nhỏ tiếng một chút đi. Làm như sợ không ai biết chúng ta trốn ở đây sao? Lát nữa bị người ta phát hiện, coi chừng sẽ bị ở tù đó. Em đó đúng là nhát gan quá đi. Chị còn nói nữa. Thì ra cuộc thi súng dương gì đó chính là dùng súng thật, đạn thật, còn phải ký giấy sinh tử nữa kìa. Nếu từ đầu em biết chuyện, có chết cũng không cho chị tới đâu. Chị hả? 8 tuổi đã bắt đầu tập bắn rồi. Tập tới hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội so tài với cao thủ thật sự. Nếu chị không tới tham gia cuộc thi, chắc chắn chị sẽ hối hận cả đời. Phải rồi, phải rồi. Từ bây giờ tới ngày thi vẫn còn một khoảng thời gian. Phải đi đâu đây chứ? Nghe nói có một chỗ tuyệt lắm, chị dẫn em đi. Chỗ này đúng là nhộn nhịp lắm. Chị nói gì hả? Chị nói đây rất vui, rất đông người. Em thấy chỗ này rất ồn thì đúng hơn. Với lại em bị chứng quản sợ đám đông đó. Hay là mình về đi chị? Nếu Thiên Nam Thị có chỗ vui như vậy thì tuyệt quá. Đi đi, chúng ta ra khiêu vũ đi. Hả? Em không biết nhảy. Nè, cứ nhúng nhảy theo chị. Thì sao hả? Có phải rất vui không? Phải. Tiểu thư, là Canon cung rê trưởng chị thích đó. Ừ. Mật Âu, không ngờ hai người không chơi nhạc bấy lâu cũng không xa lạ chút nào. Tóm lại là một chữ trò chơi, vừa chơi vừa tìm bạn nhảy. Còn chuyện mọi người có tìm được bạn nhảy cho mình hay không còn tùy vào có duyên hay Tiểu không thư, nữa. Đang tìm gì vậy? Vui lắm đi. Nhìn gì vậy? Sợ gì không tán được người đẹp chứ. Cùng đợi gì nữa, cùng đỡ khơi sáng bắt đi. Ghét thiệt, không ngờ có hạng người này. Nè, mau tiếp đẩy khách đi. Dạ, nghe rõ. Làm tôi bay hết lớp son rồi. Hello lady, muốn uống cái gì? Ủa, Mars, sao hả? Lại tới làm thay sao? Đành chịu thôi, kiếm ăn kiếm ăn. Chỗ nào có ăn tôi đều phải kiếm. Ủa, mọi người rảnh rỗi tán dốc với tôi không cần làm sao? Anh tưởng chúng tôi muốn sao? Hả? Đuổi rồi suốt cả buổi không có một bóng ma. Tiếp tục như vậy không có tiền đóng tiền nhà nữa. Không có tiền, dạo trước cô mới tố cáo một gã làng chơi mà lấy được cả chục ngàn tiền thưởng đó, đừng giả bộ nữa. Chỉ có 10 ngàn thôi, dù một cái là mất hết rồi. 20 ngàn còn nghe đó. Nè, đối diện đang tổ chức Lady Night đó, cả đám đàn ông qua hết bên kia, mọi người không đi kiếm ăn sao? Lúc nãy chị Rô mới đưa cả đám chúng tôi qua bển, đám vệ sĩ đó có cho chúng tôi vô đâu. Sao vậy? Thì chính là gì không cho chúng tôi vô trọng kiếm ăn đó. Anh nghĩ có phải tới hay không anh tôi vô làm ăn đâu. Anh có hiểu không? Tôi ra mặt giùm mọi người. Mỗi một người 2 ly, thêm 2 dĩa khoai tây. Tôi mời. Vậy thì được. Chị Niman, sao hả? Có gì không? Không nói nhảm nữa. Dạng Sự Thông, có đúng là chuyện gì cũng thông không? Chuyện gì cũng hiểu, chuyện gì cũng thông. Tôi làm việc có bao giờ mất mặt đâu. Vậy thì hay lắm. Nè, gần đây tôi có người bà con. Người đó tới bệnh viện kiểm tra. Ai ngờ vừa kiểm tra thì bị bệnh tiểu đường. Anh cũng biết đó, cũng rắc rối lắm có phải không? Đây nè, chuyện đó phiền phức lắm. Uống thuốc chích thuốc lâu dài. Bởi vậy mới nói, anh cũng biết đó. Thuốc của Hải Bắc Thị chúng ta trước giờ được tạm được mà. Tức là vậy. Tôi muốn coi anh có cách nào có thể lấy được thuốc đặc trị do Trúc Thị sản xuất ở Thiên Nam Thị không? Chị Niman đúng là biết chọn đó nha. Nè, Trúc Thị bào chế thuốc làm bao năm qua là minh chứng cho uy tín. Còn hàng thì hơi căng một chút nhưng mà lấy được đó, có điều có thể khẳng định rất mắc. Thật sao? Anh lấy được sao? Ừ. Anh nhập được ở đâu vậy? Không nói cho hai người biết được. Tóm lại chỉ có tiền tôi lấy giùm cho chị. Được, lấy hai hộp thử đi. Nếu không muốn cô đơn một mình trong buổi lễ này, mọi người tranh thủ làm việc đi. Tôi tên Romeo. Tôi tên Juliet. Tôi cũng thích canon không ra trưởng. Nè, bên ngoài có quyết đấu kìa. Ở đây coi đi. Đi. Nhanh lên, nhanh lên. Ra ngoài đi, tự thôi. Trời ơi. Qua đây. Từ từ không ạ. Không nên làm bậy nha. Đúng là làm bậy thì nổ xuống thiệt đó. Hù tao hả? Bình tĩnh lại đi. Ban đề. Xảy ra chuyện gì vậy? Không biết gì nữa, chắc là giành người đẹp. Bình tĩnh đi nè. Cảnh sát tới kìa. Chạy đi, cảnh sát tới kìa. Kia chạy bên này. Nếu người ta bắt được, chúng ta dùng dây dạy thì chết chắc đó. Chạy mau đi. Sao Hải Giang Tài? Nghệ sĩ vừa mới gọi cho tôi. Ảnh cho người qua Hải Bắc điều tra được Marston đúng là đang bán thuốc quá hạn của chúng ta. Có lẽ hắn là tay trung gian bán hàng bên Hải Bắc. Tôi nghĩ có lẽ sẽ tìm được nhiều manh mối từ con người này. Tiếp tục cho người theo dõi hắn đi. Tôi biết. Tình hình bên cậu thế nào? Cậu Dũng kiểm tra được trong CBS chiếc xe của chú Thành. Dạo này chú thường lái tới một kho hàng. Tôi định lát nữa sẽ cùng cậu Dũng đi coi. Ok. Có chuyện gì ngày mai tới công ty mới tính đi. Được rồi. Bye bye. Mạng lớn như vậy sao chứ? Sung sướng lắm. Mày thật sự không sợ chết sao? Muốn giết thì giết, không cần nói nhiều quá. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVBAnywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang Đổi Trong Tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVBAnywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.